Hi Beauty, lại là mình đây. Hôm nay Linh sẽ đọc hộp hai loại cushion mới của nhà Merzy, dòng The Fresh Cushion Cover và Glow. Ngay lần đầu nhìn thấy hình ảnh của em này thì mình đã muốn sở hữu ngay lập tức luôn vì thiết kế vô cùng ngầu và bắt mắt. Bên trong một set cushion sẽ có một hộp phấn và một loại refill. Ngoài hộp sẽ được phủ một lớp nhựa đen bạc mờ, logo Merzy in to bắt mắt. Dòng Cover sẽ là logo chữ đen và dòng Glow là logo chữ trắng. Bông mút hình giọt nước cực kỳ thuận tiện cho việc len lỏi vào các vùng khó nhất trên gương mặt. Bề mặt miếng bông mút chứa cushion có các lỗ thoáng khí to và xốp giúp việc lấy cushion được triệt để hơn cho đến tận giọt phấn cuối cùng. Mỗi dòng sẽ có 3 tông màu chủ đạo dành cho các tông da chính như là da trắng sáng, trung bình và da tự nhiên. Ở đây Linh chọn hai loại đều là tông da trung bình, nhưng mà test hai loại da tay thì mới thấy sự khác biệt về màu sắc. Bên dòng Cover thì vẫn là tông beige nhưng mà thiên hồng, còn bên dòng Glow thì có vẻ thiên vàng hơn. Trước khi bắt đầu test mỗi loại lên một nửa gương mặt thì Linh sẽ nói qua tình trạng da gần đây của mình. Dạo gần đây combo ngủ muộn và ăn uống không theo thì nên là da của Linh bắt đầu khô và sạm đi rất là nhiều. Lỗ chân lông, vùng mũi cũng nhiều vô kể luôn, đặc biệt là quần thâm mắt thì cực kỳ là thâm luôn ấy, sweat thật sự. Bắt đầu với nửa mặt bên trái với dòng Cover. Linh chọn bên trái là bởi vì ở bên này Linh có một cái vết bớt ở trên má, quá tiện trong việc test độ che phủ luôn. Vừa dặm test lên má, Linh đã kiểu ui trắng quá làm sao bây giờ. Mặc dù đây là một tông trung bình nha, nên là Linh nghĩ mọi người sẽ chọn cái tông tự nhiên tối màu hơn tông này thì sẽ hợp lý hơn. Chất phấn lên da khá là mát và dễ tán. Một lần ấn phấn nhẹ đã đủ cho nửa gương mặt, thậm chí là cả mặt nếu như đánh mỏng. Lớp finish mì mịn. Ưu điểm đầu tiên là cảm giác nhẹ mặt, không bị bách này. Che phủ tốt cùng thâm mắt và vết bớt trên má của mình. Đánh giá trên thang điểm 10 thì Linh sẽ cho 8 trên 10 điểm về độ che phủ. Các khuyết điểm đậm hơn thì vẫn cần có che khuyết điểm. Nhưng đối với Linh thì như vậy là quá đủ cho một sản phẩm cushion rồi. Đến với nửa mặt bên phải là dòng Glow, vẫn là cảm giác mát mát khi apply lên mặt. Vì là dòng Glow bong bóng nên là cảm giác tán phấn cũng nhanh và tiệp hơn xíu so với dòng Cover. Tán đến đâu tiệp vào da đến đấy, mặc dù là tông màu cũng khá là trắng nhưng mà thiên ánh vàng, thế nên là khi đánh full nửa mặt thì Linh cũng thấy khá là tự nhiên. Thường thì Linh vẫn hay chọn kem nền có tông sáng hơn da mặt một tông vì da mặt của Linh thì không trắng bằng da body. Mới đánh có thể là hơi trắng nhưng sau khi kết hợp với bronzer và má hồng các thứ nữa thì tổng thể cũng sẽ hợp lý hơn. Chọn tông màu nào cho không sáng hơn da body là đẹp rồi. Lớp finish của em này thì bóng nhị, hiệu ứng da căng mịn như mình bánh mochi. Kiểu lớp nền căng bóng trong veo như thế này thì vẫn được ưa chuộng tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Độ che phủ trung bình chủ yếu là làm đều màu da, che phủ được tầm 70% cùng thâm mắt, phù hợp với bạn nào da ít khuyết điểm. Tất nhiên đây vẫn là một lớp nền mỏng nhẹ và không gây bí bách rồi. Bây giờ thì Linh sẽ test thử độ dính của cushion khi nghe điện thoại nha. Đây là một vấn đề khá là nhức nhối khiến các bạn ngại dùng cushion. Với bên Glow thì dính khá phấn ra bề mặt điện thoại, còn bên Cover thì rất là ít. Nhưng nhìn chung hai loại này sau khi dính ra điện thoại thì lớp nền trên mặt cũng không bị xê dịch nhiều. Bây giờ thì Linh sẽ biến hóa một lớp make up và đến với phần spot son trong video sau nha. Linh sẽ update lớp nền sau vài tiếng cho mọi người xem một chút đây nữa thôi, mọi người đang xem nha. Xin chào mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ update cái lớp nền của mình sau một ngày cho mọi người xem là cái độ gọi là bền của cái lớp nền này như thế nào. Và cái lúc mà mình đánh xong và mình quay video này thì là lúc đấy là 4 giờ hơn, tầm 4 giờ 4 rưỡi gì đấy. Còn bây giờ đã là 11 giờ gần 12 giờ rồi. Và đã là thế là được tầm 7 tiếng đúng không? Tầm hơn 7 tiếng. Thì lúc sau khi quay video đấy thì mình có quay thêm một video nữa này. Và mình đi ăn, sau đó là mình đi cà phê, đến bây giờ mình mới về. Thì bây giờ mình sẽ update cho mọi người xem lớp nền. Như mọi người thấy là bên này là mình dùng dòng The First Cushion Glow. Đó, bên này mình dùng dòng Glow và bên này mình dùng dòng Cover. Thì cái hiện trạng da của mình ấy, thì trong cái mùa này thì đang thay đổi thời tiết, thế nên da mình hơi bị khô. Thế nên là mình cảm thấy như là mình đánh dùng Cover này không được hợp cho lắm. Tức là mọi người có thể thấy là sau 7 tiếng thì cái phần này này nó hơi kiểu
phấn nó hơi bị chảy phấn ấy. Sau đấy là nó bị khô, nó hơi mốc lên một tí ở cái phần này và phần mũi đó, phần trán thì không làm sao cả. Nói chung là cái này thì nó rất là tiệp vào da và nó không bị bết dính ra da tay hay là da, nói chung là hơi khó chịu. Hai loại đều rất là nhẹ. Còn bên này thì nó hợp với da mình hơn, bởi vì da mình đang hơi khô. Thì mọi người có thể thấy này, mình sẽ zoom sát mọi người xem. Đó, bên này thì tiệp vào da hơn và không có cảm giác là bị mốc hay bị khô gì cả. Đó, mọi người có thể so sánh hai bên này. Đây là sau 7 tiếng nha. Mình sẽ zoom kỹ hơn. Mọi người thấy không? Những cái chỗ này của mình nó bị phấn nó cứ bờ bờ lên, xong rồi nó khô khô ấy. Đó, hơi mốc mốc một tí. Còn bên này thì không bị này. Thì mình có thể thấy là cái phần, cái loại glow này, cái loại glow thì là căng bóng, phù hợp với các bạn nào da khô hoặc là da thường. Còn cái dòng cover này thì phù hợp cho các bạn nào cần che khuyết điểm nhiều hoặc là da dầu. Đó thì các bạn sẽ dùng cái loại này hợp hơn là các bạn da khô. Các bạn da khô thì nhớ lên chọn loại glow này nha. Nói chung là mình dùng loại này thì mình thấy khá là nhẹ, không bị kiểu như là nặng mặt gì hết. Nói chung là khi mà bây giờ mình về mình quay cho bạn biết thì mình mới thấy là cái phần này nó hơi bị mốc lên này. Đó, chứ còn cảm giác trên mặt thì cũng như nhau. Mọi người thấy thế nào? Phần trán thì vẫn là ok, nhưng mà phần này sao nó lại sần lên thế nhỉ? Đó, mọi người thấy không? Bên này thì nó hoàn toàn tiệp vào da của mình luôn. Ok, vậy là chốt lại, bạn nào mà thích căng bóng và da của các bạn là da khô, da thường đến da khô thì có thể chọn glow như bên này của mình. Đó. Còn bạn nào mà da dầu hoặc là da hỗn hợp thiên dầu ấy thì có thể chọn loại cover này, che phủ cũng cao hơn nữa. Như bên này của mình. Cái loại này thì nó finish lì, còn bên này finish bóng. Thật sự là hôm nay đánh mỗi bên một kiểu thì trông hợp buồn cười, nhưng mà thực ra là cái tông mình chọn ấy nó cũng khá là giống nhau, chỉ có là nhìn một bên bóng một bên lì trông hơi buồn cười một tí. Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy thôi. Đó, vậy là hôm nay mình đã hoàn thành video swatch hai cái dòng cushion mới này của Merzy. Thì nếu mà mọi người muốn mình swatch thêm sản phẩm nào, bất kỳ sản phẩm nào, thì có thể comment xuống bên dưới cho mình biết nha, thì mình sẽ swatch cho mọi người xem. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ subscribe mình nha. Bye bye.